Con xin chào tất cả mọi người nhá. Đấy, hiện tại thì tiếp tục cái series đi tham quan hang đá thì hiện tại con đang đứng ở nhà thờ giáo xứ Xuân Dục thuộc xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Và bây giờ là vừa bắt đầu hết hoan ca thì chuẩn bị hành lễ. Đấy, mà lượng người đi chơi ở đây rất là đông. Đây, còn quay cho mọi người tham quan hang đá này. Đấy nhá, còn quay cho mọi người xem khung cảnh hang đá ở nơi đây rất là đẹp, rất là lung linh. Đấy, bên trên này quay cho mọi người xem. Đấy, có các thiên thần, có các thiên thần luôn ở đây này. Đấy, bây giờ mới là 9:25, có đẹp chưa? Rất đông người, cả ngã đường vẫn còn đông lắm. Ở này dưới bờ sông còn có cả chữ chúc mừng Giáng sinh, rất là đẹp luôn, rất là long lanh. Đấy, giờ con sẽ đi vào phía bên trong để còn quay cho mọi người cùng xem các ngã đường. Lượng người về đây quá đông luôn, các ngã đường tập trung về đây quá là đông, quá là nhiều luôn. Vừa lúc hết hoàn ca, ô kia có ông già Noel khổng lồ luôn. Và đến đây là để còn quay cho mọi người xem để chuẩn bị. Lạy Chúa xin hãy mở biển cho con về, vì con rất là đông người. Cao ra những lời người khen Chúa. Lạy Chúa chúng con vì dấu cực kỳ là đông luôn. Chúa chúng con đã còn là đông người nhá. Rất là nhiều người đến đây cũng quay phim chụp ảnh. Các bạn trẻ đến chụp ảnh rất là nhiều. Đông chưa này, rất là nhiều người luôn. Cái ông già Noel khổng lồ rồi. Nhiều bạn xinh xắn đáng yêu. Mọi người ở nhà mà không có dịp đi xem thì mở tạm màn hình của con lên để xem tạm. Con quay cho mọi người xem khung cảnh Giáng sinh. Đấy, đẹp ui, bóng bay ở đây nhiều luôn. Đấy, ông già Noel phải nói là khổng siêu khổng lồ. Ông già Noel siêu khổng lồ, mọi người đứng mới chỉ có tới chân thôi đây này. Ui giời ơi, mọi người đứng cũng mới chỉ có tới chân ông già Noel thôi. Ông già Noel này cao phải khoảng độ hơn chục mét đấy nhỉ. Già Noel này quá cao luôn. Đông người kinh khủng luôn, lượng người tràn về. Lượng người tràn về rất là đông. Này, con đi vào phía bên trong để con quay cho mọi người xem chi tiết hơn, cũng như là đi tham quan toàn bộ khuôn viên ở trong nhà thờ, cũng như là các nơi để làm hang đá chào mừng Chúa Giáng sinh năm 2023, để con lên cho mọi người cũng như là quý anh chị và các bạn cũng như là cộng đoàn cùng với con đi hôm nay buổi tối ngày hôm nay con cố gắng đi nhiều nơi nhất để cho mọi người được tham quan online. Mọi người có dịp gọi là không đi tham quan cũng như là không đi chơi được, để mọi người ngắm cũng như là chiêm ngưỡng có màn ảnh nhỏ của con.
để mọi người biết được cái niềm vui Giáng sinh cũng như là cái không khí Giáng sinh ở các nhà thờ, các giáo xứ cũng như là các giáo họ. Lượng người kín ở trên kia rồi, hiện tại thì không nhìn thấy bên phía bên trong nữa. Rất là nhiều người đến đây chụp ảnh đó. Tí nữa con sẽ đi lên một chút để con quay cho mọi người. Và bây giờ sẽ đi vào chính thức, gọi là đi vào trong hang đá. Đấy, hang đá ở trong đây. Dàn điện như kiểu mưa sao băng ạ. Rồi đi vào trong này xem nào, để xem cá. Rồi để con đi vào trong này nhé. Đây vậy thôi. Ồ, dưới này không biết là có cá hay có gì không nhỉ. Ồ, còn quả cá to chưa. Cá có bự luôn. Con đấy phải mười mấy cân. Con đấy phải mười mấy cân. Con nào? Con cá chấm đen to kìa. 14 cân không? Phải 14-15 cân là ít đấy. Nó bóng bự rồi. To chưa? Con đấy được trước nhà con giết được phải 12 cân rồi. Đúng rồi, con này phải 12-13 cân. Vâng. Con này nhỏ hơn. Con kia mới là to nhỉ. Được trước nhà con bắt một con gần như thế phải 12-13 cân rồi. Người ta mới thả vào cho anh nhỉ. Vâng. Buông rồi đúng không? Vâng vâng, con ở trong hồ, người ta để trong hồ. Người ta mang đây chỉ để tham quan thôi, bởi vì trong này nước rất là ít, nếu mà để nhiều đâu có lạnh chết. Trong này có nước, phong cảnh rất là nên thơ và trữ tình. Mọi người tham quan đây khá là đông. Đúng rồi, cá to này. Đấy, để con quay cho mọi người xem một chút như vậy. Đấy nhá. Rồi, bây giờ con sẽ đi lên trên để con quay cho mọi người xem chi tiết hơn. Cá to lắm, cá mười mấy cân. Rồi, bây giờ đi lên trên này một chút để quay cho mọi người đi lên trên hang này. À, xin chào gia đình nhá. Gia đình đi chơi vui vẻ. Không biết là đi chơi ở đây mọi người có vô tình có nhìn thấy ai thân quen không nhỉ? Mọi người mà thấy thân quen mà lọt ở trong video thì mọi người thả tim cho con một cái nhé. Để con cùng chào mọi người một câu. Và đẹp chưa? Ôi trời. Rồi đi lên trên này nhé. À, để con đi lên trên này cho mọi người xem này. Rất là đông người đi lên trên này. Nên là mọi người lên trên này phải hết sức là cẩn thận. Lên trên này phải cẩn thận nha mọi người nha. Bởi vì lên trên này nó ở trên cao đấy. Đây. Rất là sáng sủa, rất là đẹp. Đây, toàn bộ khung cảnh ở trên này đây. Đấy, chắc là không đi hết được rồi. Cho mọi người ngắm một chút nữa thì con sẽ đi xuống. Để cho mọi người được cảm nghiệm thôi. Khung cảnh trên cao này. Đứng ở trên đây ngắm gần như là toàn bộ hết rồi. Đó, bây giờ đi xuống này, những cái bậc thang này. Đi hết sức là cẩn thận bởi vì nó ở trên cao ấy. Đó. Thank you.
Đấy, đi xuống này hôm bữa xuống suýt bị ngã nên là hôm nay phải để ý hơn. Bởi vì đá ở đây nó nhìn giống nhau quá nên là đây là cây thông Noel siêu to khổng lồ này. Nhìn các bạn nhỏ đứng ở đây có tí mà nó còn tít lên trên kia nữa. Cào chót vót. Đây là mình người lớn mới đứng chỉ có một bậc mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mấy bậc nhưng mà mình cứ phải gọi là nhỏ siêu siêu luôn. Đó, đi sang bên này. Phải đi sang bên này nhá. Để quay cho mọi người tham quan nhiều hơn cũng như là được trải nghiệm nhiều hơn. Đấy, đi một vòng tham quan nhà thờ giáo sư Xuân Dục. Đẹp. Khuôn viên thì rất là rộng rãi. Đấy. Đều được trang trí điện lấp lánh. Đấy, chụp ảnh check in rất là nhiều. Đây, hang đá nữa. Trong này là hoạt diễn nữa. Và đi sang bên nào. Đây là phía đầu nhà thờ. Mọi năm thì giáo sư Xuân Dục làm đều kín hết nhưng mà năm nay thì mọi người tập trung làm ở phía cuối nhà thờ. Phía đầu nhà thờ này thì ít hơn, mọi năm là chỗ này là kín hết hàng đá luôn. Thì mọi người xem video của con thì mọi người cũng biết rồi. Đây, phía bên trong này rất là đẹp. Đây, có đầy đủ tượng Chúa Giêsu vác thập giá. Đây, khung cảnh màu thác nước này rất là đẹp luôn. Thì hiện tại ở phía cuối nhà thờ đang lễ nên là đây tượng Chúa Kitô kìa. Con kia có con cá to á, thì em đến con quay cho mọi người xem. Con này có đây, đến đây quay cho mọi người. Con này bự đấy. Con này dài cả mét đấy. Con này xin cô. Này quay cho mọi người xem này. Bự nhá. Đi quay cho mọi người xem con này ướm khoảng độ bao nhiêu cân? Tầm trên 20 cân và dưới 10 cân đây ạ. Đây là có một bạn chia sẻ nhá, không phải là của em đâu nhá mọi người nhá. Đấy. Rồi bây giờ đi tiếp tục mày bên khác cho mọi người cùng xem. Đây, tiếp tục là phía bên ngoài này. Đây là hình ảnh Adam và Eva này. Đấy, và con rắn ở vườn địa đàng. Đấy, bên đây con quay cho mọi người xem rõ hơn một chút. Đấy, để cho mọi người hiểu hơn. Đây là con rắn khi ngày xưa đã dụ dỗ bà Eva ăn trái cấm, cũng như là bà Eva đã mời Adam. Đấy, đúng quả cây ở đây luôn. Đấy, rất là hợp lý. Mọi người tạo lại khung cảnh rất là đẹp. Đây, toàn bộ khung cảnh đấy ạ. Đấy, con quay cho mọi người xem như là chiêm ngưỡng. Đấy, để mọi người có cái nhìn khách quan hơn. Đây, đi sang bên này.
Đây là cảnh tượng Đức Mẹ Maria. Đấy. À, mẹ thưa xin vâng, thì tôi đây là đệ tử của Chúa, tôi xin vâng như lời của sứ thần truyền. Đấy, cũng như là ngôi đời đã nhập thể. Đấy, thiên thần đang truyền tin cho Đức Mẹ này. Mọi người làm ở đây rất là sống động, cực kỳ là ấn tượng luôn. Đấy. Đấy, tượng ở khuôn viên nhà thờ giáo xứ Xuân Dục rất là đẹp. Con đi, con chỉ quay một chút thôi, tí nữa đến đây thì con sẽ không bình luận nữa, tại vì đang thánh lễ. Là phía bên ngoài con sẽ bình luận tiếp cho mọi người để giữ lịch sự mọi người nhé, cũng như là yên tĩnh nhé. Và nhớ liều theo dân người tại tôi, người tại tôi mỏi, tại tôi mỏi đàn. Vì mẹ tôi xin đỡ cùng Maria có lời lòng tri. Anh và anh chị em thân cầu cho tôi phước và Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và nhân ơi cũng nên chờ sống bao đời. Tôi đi ra ngoài, ra ngoài nhà thờ rồi thì con sẽ bình luận hơn cho mọi người, tại vì mọi người còn đang tập trung dâng thánh lễ nên là con sẽ không làm phiền với mọi người. Đấy, thì ở bên ngoài nhà thờ thì con sẽ nói được, con bình luận được cho mọi người nhé. Đấy, thì con sẽ tiếp tục mọi người đi chơi với con tiếp để tham quan hết các ngã đường tại nhà thờ giáo xứ Xuân Dục này. Đẹp chưa? Rất là đông, rất là vui. À, vừa đã con cũng quay cho mọi người rồi nhưng mà biết là mọi người có xem rõ hết không? Đấy. Đẹp tuyệt vời. Đẹp quá. Rất là vui mừng. Rất là đẹp. Đẹp chưa? Đẹp cực kỳ luôn.
rất là nhiều pháo. Rất là đẹp luôn. Có vừa nãy mình nhìn nó mới đi kia hơn. Năm nay đẹp luôn. Đấy, không biết là nó có xịt hay không nhưng mà anh nói là mày đi sao rồi? Đẹp nhỉ. Ấy còn xem đây. Bắn pháo hoa rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là lung linh luôn. Video của con thì cũng đã rất là dài rồi. Con cũng xin chào mọi người và hẹn mọi người ở những video clip tiếp theo. Con xin thân ái và chào tạm biệt mọi người.